78 phẩm thật tế. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các hữu tình kiến lập hữu tình thì hoàn toàn chẳng thể được. Vậy các đại Bồ Tát vì ai mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật bảo: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát chỉ lấy thật tế làm lượng mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện nên biết nếu hữu tình tế khác với thật tế thì không nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì hữu tình tế không khác với thật tế nên chúng đại Bồ Tát vì các hữu tình mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không hoại pháp thật tế, an lập hữu tình, khiến cho trụ pháp thật tế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu hữu tình tế tức là thật tế thì tại sao đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không hoại pháp thật tế, an lập hữu tình, khiến cho trụ thật tế? Bạch Đức Thế Tôn, nếu khi đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ hữu tình, khiến cho trụ thật tế thì tức là an trụ thật tế, khiến cho trụ thật tế. Bạch Đức Thế Tôn, nếu khi đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an lập thật tế, khiến cho trụ thật tế thì tức là an lập tự tánh, khiến cho trụ tự tánh. Nhưng đúng lý thì không nên an lập tự tánh khiến cho an trụ tự tánh. Vậy tại sao có thể nói khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không hoại pháp thật tế, an lập hữu tình, khiến trụ thật tế? Phật bảo: Này thiện hiện, không thể an lập thật tế khiến trụ thật tế, cũng không thể an lập tự tánh khiến trụ tự tánh. Nhưng khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì có phương tiện thiện xảo nên có khả năng an lập hữu tình khiến trụ thật tế, mà hữu tình không khác với thật tế, hữu tình tế và thật tế không hai không khác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là phương tiện thiện xảo của các đại Bồ Tát? Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ lực phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình khiến trụ thật tế mà không hoại tướng thật tế. Phật bảo thiện hiện: Này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do lực phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình khiến trụ bố thí. Sau khi an lập xong vì họ mà nói tướng trước sau giữa của sự bố thí không có khác nhau, nghĩa là nói bố thí như vậy thì trước sau giữa hoàn toàn đều là không, người thí, người thọ thí và kết quả thí được cũng đều là không. Tất cả pháp như vậy ở trong thật tế đều vô sở hữu, đều chẳng thể đắc. Các ông chớ cho rằng sự bố thí, người thọ thí và quả thí mỗi mỗi khác nhau. Nếu các ông không chấp sự bố thí, người thọ thí và quả thí đều khác nhau, thì việc tu thí phước sẽ hướng đến cam lồ, được quả cam lồ nhất định lấy cam lồ làm hậu biên. Lại nói như vậy, các ông dụng pháp tu bố thí này chớ nắm giữ sắc cho đến thức, chớ nắm giữ nhãn xứ cho đến ý xứ, chớ nắm